hôm nay TV có gì nhỉ? Con có thể làm người lớn không mẹ? Đây con yêu, hãy giữ nó cho đến khi con lớn nhé. Cảm ơn mẹ. Ok. Rumi, đi chơi thôi. Không, tớ không chơi với trẻ con. Ôi, một bóng đen. Mẹ ơi, cứu con. Con chỉ muốn trú mưa một lát. Dạ vâng. Thank you. Cảm ơn. Cô bị dính mưa rồi. Để cháu giúp cô ạ. Cô sẽ tặng Rumi 3 điều ước tương ứng với 3 viên kẹo. Bye bye. Tạm biệt. Ôi, thích quá. Rumi phải ước ngay mới được. Ôi, những viên kẹo khổng lồ. Tuyệt quá. Rumi sẽ ăn nó. Ăn mãi cũng chán, nên Rumi sẽ ước điều thứ hai. Ôi, Rumi đấy ư, một thiếu nữ thật cao và xinh đẹp. Nhưng váy ngắn mất rồi. Đập lợn và mau tới cửa hàng nào. Wow, chiếc váy thật hợp với Rumi. Vui quá. Mẹ ơi, Rumi về rồi ạ. Mẹ, cô là ai? Xin đi cho. Ôi không, tại sao mẹ lại đuổi Rumi đi? Rumi, cẩn thận. Tôi xin lỗi. Tôi có muốn trở nên nổi tiếng. Hãy theo tôi. Rumi, hãy làm đẹp và chọn cho mình một chiếc váy thật nổi bật. Yes. Tuyệt. Ôi, thật là nhiều khán giả. Hãy tự tin thể hiện giọng hát của mình nhé, Rumi. Ôi, tuyệt quá. Mọi người đều yêu giọng hát của Rumi. Đây là phòng của cô. Ôi, Rumi nhớ mẹ. Kìa Sami, đó có phải là Rumi không? Có lẽ nào. Rumi, Rumi của mẹ. Cô Rapunzel, chúng cháu tìm thấy Rumi rồi. Mau dẫn cô tới đó đi. Con nhớ mẹ. Rumi, chúng tôi yêu bạn. Rumi, mẹ ơi, con ở đây. Con không được đi đâu hết, hãy mau vào trong. Mở cửa cho tôi. Con nhớ mẹ. Ôi không. Cứu, cứu. Sammy sẽ tìm cách đánh lạc hướng về sẻ áo đen. Còn Ken thì sẽ khiến về sẻ áo trắng phải đỏ mặt. À phải rồi, Rumi có rất nhiều váy áo. Hãy kết nó thành dây nào Rumi. Thả dây và mau trèo xuống nào cô gái. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Cứu, cứu giới. Những tên vệ sĩ đang đuổi ngay sau kìa. Tới nhà rồi. Rumi sẽ sử dụng nốt điều ước cuối cùng nhé. Cô ta không có ở đây. Đi tiếp nào. Họ đi rồi, tuyệt quá. 10 năm sau, Rumi nay đã lớn. Hãy kết duyên cùng Ken nhé. Yes.
Rumi ơi, làm vợ Phan nhé. Ok. Việc đám cưới hãy để mẹ lo. Rumi sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong một chiếc váy cưới bền bồng nhé. Tuyệt quá. Một chùm hoa tuyệt đẹp cho cô dâu nhé. Rumi yêu những sắc vàng óng ánh. Và yêu cả sắc cam nồng đàn nữa nhé. Điểm thêm chút nhũ và đá lấp lánh nào. Thật tuyệt. Ngày vui đã tới. Sami, Frank ơi, hạnh phúc nhé. Ruby, Ken ơi, hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại. Bệnh viện, mẹ Barbie ơi, cố lên. Các em bé sắp chào đời rồi nhé. Wow, đáng yêu quá. Sao vậy? À, thì ra là những chiếc đôi. Nice. Chuyện nhỏ nhé. Một năm sau. Các em bé của mẹ ơi, đến giờ tia sữa rồi. Nhiều lắm ấy. Ôi, sao thế này? À, bình sữa phải không? Đợi mẹ chút nhé. Mười tám năm sau, hai chị em Barbie vừa tròn 18 tuổi. Họ xinh đẹp và cũng rất chủ động trong tình yêu. Ok. Ôi, phòng trang điểm đẹp quá. Các cô dâu sẽ được tết tóc theo phong cách Rapunzel. Dầu thêm muôn phần xinh đẹp. Khung váy đã hoàn thành. Đính thêm tà váy nào.
Điểm thêm cả hạt và đá lấp lánh nữa nhé. Một sự kết hợp thật hoàn hảo. Barbie em cũng đang nóng lòng chờ đợi chiếc váy của mình hoàn thiện nhé. Wow, tuyệt quá! Các cô dâu ơi, bất ngờ không nào? Ôi, trên cả tuyệt vời!